Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Để tìm được một mẫu xe chuẩn CUV 7 chỗ dưới 800 triệu mang thương hiệu của Nhật thì chắc chắn chỉ có duy nhất một mẫu xe anh em đang xem trên video này thôi Đó là chiếc Mitsubishi Outlander Outlander là xe lắp ráp nên sẽ được hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em chỉ sách bàn hàng của các phiên bản Mitsubishi Outlander tại thời điểm đầu tháng 7 để anh em tham khảo và cân đối tài chính Mời anh em cùng xem chi tiết video Mitsubishi Outlander được lắp ráp tại Việt Nam với hai phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản đầu tiên đó là chiếc Outlander AT CVT thường, phiên bản thứ hai đó là Outlander CVT AT Premium. Chính sách bán hàng của Mitsubishi tại thời điểm hiện tại không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và anh em nào ở Hà Nội hay là trong Sài Gòn thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh em. Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Tất cả mọi chi phí lăn bánh ra biển số, hình thức trả thẳng hay trả góp thì chi phí đều như nhau. Có điều, anh em mua trả góp thì anh em sẽ bắt buộc phải có bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói tại showroom để làm biển số cho anh em. Và hiện tại, nhà máy Mitsubishi Việt Nam vẫn đang có chính sách ưu đãi khuyến mại cho anh em mua trả góp với lãi suất ưu đãi 7,5% một năm trong năm đầu tương đương với khoảng 0,6% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 0,9 cho đến 1%. Điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu. Chính sách ưu đãi này là được liên kết trực tiếp từ nhà máy với ngân hàng. Cụ thể khi áp dụng vào từng phiên bản Outlander như thế nào, mời anh em cùng xem tiếp video. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, phiên bản thấp nhất đó là chiếc Outlander bản CVT AT thường, xe sản xuất 2023. Giá niêm yết của nhà máy là 826 triệu và tại thời điểm tháng 7 là bán cho anh em là 755 triệu. Như vậy anh em được giảm khoảng 70 triệu tiền mặt tính từ giá niêm yết. Đồng thời khi anh em được hỗ trợ thuế, anh em lại tiếp tục được giảm 50% lệ phí trước bạ. Có nghĩa là trên bản này anh em sẽ được giảm tối đa khoảng hơn 100 triệu. Tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất là gian kính, thứ hai đó là trẻ sàn, thứ ba đó là sơn phủ gầm. Với giá bán 755 triệu, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em. Cụ thể như sau, anh em nào ở Hà Nội sẽ là 826 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 818 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 807 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 799 triệu Chi phí ra biển số năm bánh em tính cho anh em Đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước Anh em có thể nhìn trên màn hình Đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng cho anh em Cụ thể đó là lệ phí trước bạ Lệ phí này thì em đã tính là giảm 50% rồi Thứ hai đó là lệ phí cấp biển số Thứ ba đó là lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc cho xe 7 chỗ Thứ tư đó là lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng Thứ năm đó là tem kiểm định xe mới chưa bao gồm những khoản phụ phí ngoài như là tiền dịch vụ đăng ký hay là bảo hiểm thất vọng. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì như trong phần đầu video em cũng đã giới thiệu qua. Và số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 185 triệu, anh em ở Sài Gòn là 176 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 165 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 157 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh. Thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là 9,8 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85%, tương ứng với số tiền là 641 triệu. Với lãi suất ưu đãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 10,5 triệu, trong đó được gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em nào cần đến bảng kê chi tiết gốc đã hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi cái bảng kê cho cá nhân từng anh em để anh em tham khảo anh em xem ở trong đó anh em biết được là tổng số tiền lãi trong suốt quá trình anh em vay là bao nhiêu tiền và anh em có quyền tất toán khoản vay hoặc trả bớt gốc nhưng 3 năm đầu anh em sẽ bị phạt mức phạt là khoảng 5%, 4% và 3% cho các năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba năm thứ tư anh em không bị phạt Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em cũng là phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Outlander bản CVT AT Premium xe sản xuất 2023. Giá niêm yết của phiên bản này là 950 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 giá bán cho anh em là 865 triệu. Anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như bản Outlander thường, cụ thể đó là dàn kính trẻ sàn và sơn phủ gầm. Chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em, cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 944 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 934 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 924 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 915 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem lại trên màn hình chúc em Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp Số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em mình sau Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 209 triệu Anh em ở Sài Gòn là 199 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 189 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 180 triệu. Đồng thời, anh em cũng sẽ vẫn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ đã là 11,2 triệu. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương ứng với số tiền là 735 triệu. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12 triệu, trong đó gốc chia đều là 7,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những chính sách bán hàng của hai phiên bản Outlander tại thời điểm tháng 7. Nếu trong tháng 7 giá xe có thay đổi, em sẽ cập nhật lại cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.